Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn Lê Minh Trí. Bạn muốn hỏi về ngành Đông Phương Học. Kính thưa thầy cô, em có thắc mắc về ngành Đông Phương Học là mình được học hết tất cả các quốc gia của phương Đông hay là lựa chọn một đất nước bất kỳ để học? Xin được mời giải đáp đến từ tiến sĩ Hồ Minh Quang ạ. Kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Rất cảm ơn mọi người đã có sự quan tâm đối với ngành Đông Phương Học của chúng tôi. Thì ngành Đông Phương Học đó là một ngành về đất nước học và khu vực học. Nói về đất nước thì sẽ có rất nhiều đất nước. Nói về khu vực thì có thể nói chúng ta biết rằng đây là một khu vực rất là rộng lớn. Và hiện nay thì khoa Đông Phương Học thì đang đào tạo tổng cộng là 6 chuyên ngành tương ứng với lại 6 quốc gia và khu vực. Đó là Úc học, Ả Rập học, Ấn Độ học, Indonesia học, Thái Lan học và Trung Quốc học. Thì 6 chuyên ngành như thế này thì là chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ chọn. Nhưng mà chọn thì chúng ta sẽ theo phương thức là theo chỉ tiêu của từng ngành và chúng ta sẽ lấy theo điểm của là thi tốt nghiệp phổ thông trung học và một số những điểm có tính chất tham khảo khác để mà có thể vào đủ vào các lớp. Thì một lớp thì chúng ta chỉ học một chuyên ngành thôi. Rồi, nhưng mà trên thực tế thì là khối kiến thức thì nó sẽ khá rộng. Tức là chúng ta học ở khối kiến thức về ví dụ như Ả Rập học thì đương nhiên khi nói về cái ngôn ngữ thì phải có sự liên quan với nhiều quốc gia. Rồi đồng thời nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính văn hóa nó cũng sẽ sự lan tỏa sang là Ấn Độ, sang là các quốc gia Đông Nam Á và thậm chí của cả Việt Nam chúng ta nữa. Nên do đó là học bất kỳ chuyên ngành nào cũng hay, cũng tốt, chúng ta cũng có thể tìm được những cái điều hay, điều bổ ích của các quốc gia trong những cái kho tàng văn hóa và ngôn ngữ của họ. Và đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy là sự liên hệ của các quốc gia này đối với Việt Nam chúng ta. Nên do đó chúng tôi nghĩ rằng là các bạn chọn bất kỳ chuyên ngành nào cũng rất là tốt, bổ ích cho các bạn. Và đương nhiên nó cũng sẽ một sự liên quan rất là mật thiết đối với lại định hướng của nghề nghiệp của các bạn sau này. Và xin cảm ơn. Ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn Lê Duy về ngành Đông Phương Học. Dạ thưa thầy, em có nghe thầy tư vấn về các chuyên ngành của khoa. Lỡ như em phải học một chuyên ngành không thích thì cơ hội việc làm sau này của em thế nào ạ? Các cơ hội học bổng du học nước ngoài như ngành Ả Rập, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan sẽ ra sao? Vì em thấy mấy chuyên ngành này không phổ biến lắm. Thầy giúp em biết thêm về cơ hội việc làm được không? Em cảm ơn thầy. Xin được mời giải đáp đến từ thầy Quang ạ. Chào bạn Lê Duy. Thì câu hỏi của bạn có thể đại diện cho rất là nhiều câu hỏi của các anh chị của sinh viên trước đây cũng từng hỏi như thế khi mà đi vào khoa. Rồi bây giờ là luôn cả những bạn mà sắp sửa là sẽ thi vào khoa, có định hướng là sẽ chọn ngành Đông Phương Học. Thì mọi người đều rất là lo lắng rằng là bây giờ lỡ như mà tôi vào được khoa như cũng vất vả lắm rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì là khi mà phân ngành học thì tôi lại không được phân vào cái ngành mà là tôi ưng ý nhất. Thì ở đây thì có những yếu tố nó cũng có thể là gọi là rủi ro, nhưng mà những rủi ro đó nếu như chúng ta có sự chuẩn bị đầy đủ thì chắc hẳn là sự rủi ro đó nó cũng không phải là quá lớn đối với chúng ta. Đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm sao có được cái sự lựa chọn được tốt nhất đối với 6 ngành học. Tại vì chúng ta lấy theo điểm của tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia từ trên xuống. Do đó là điểm chúng ta nếu như là đáp ứng được là một cái ngưỡng nó an toàn thì đương nhiên là chúng ta sẽ chọn được cái ngành mà chúng ta thích và chúng ta có cái nguyện vọng để được học. Đương nhiên ngoài điểm tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia ra, chúng ta còn có những cái địa, ví dụ như là những căn cứ, ví dụ như là cái điểm thi sinh giỏi cấp quốc gia. Rồi ngoài ra có một số những cái hướng dẫn khác, những cái điểm mà thi vào thi năng lực của đại học quốc gia cũng là trong những sự tham khảo rất là lớn đối với lại việc phân lớp, phân ngành. Nhưng ở đây cái vấn đề chúng ta rằng là khi mà chúng ta được phân vào một cái ngành mà chúng ta không có thích lắm, thì ở đây thì các anh chị trước đây cũng đã từng phân vân như thế. Nhưng mà sau đó một thời gian thì khi mà các anh chị của em học thì bắt đầu mới phát hiện ra rằng là con đường đi đến tri thức có nhiều con đường lắm. Và mỗi một con đường chúng ta đi nó có thể là sẽ có những cái điều thú vị mà chúng ta sẽ phát hiện. Nên do đó rằng là không phải tất cả các anh chị sinh viên hiện nay đang học tại khoa Đông Phương Học đều là được tức là đang học những chuyên ngành mà trước đây là mình đã từng hy vọng đâu. Nhưng mà rồi sau đó họ đã bén duyên với nó.
Thế thì có thể là đối với một số ngành nào đó chúng ta cảm thấy rằng là nó hơi xa lạ, ví dụ ngành Indonesia học, ngành Ả Rập học, chúng ta cảm thấy nó xa lạ quá. Nhưng mà xa lạ này là xa lạ ban đầu thôi, chứ còn là ở ngoài sau, khi mà chúng ta vào những chuyên ngành này rồi, chúng ta mới phát hiện ra rằng ở những chuyên ngành này chúng ta có một sự tiếp cận cận cự ly với rất là nhiều những điều kiện học tập được tốt nhất mà có thể những chuyên ngành khác chưa chắc là đã có. Tôi nói ví dụ 100% sinh viên của ngành Indonesia học đều được học bổng ít nhất một lần, là học bổng là học một năm theo chương trình học bổng Dharma Siswa của Indonesia. Nên do đó rằng là học bổng thì tất cả mọi người đều được hưởng như nhau, và không phải là chuyên ngành nào cũng được con số 100% này đâu. Tiếp theo nữa là khi học một chuyên ngành nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là tôi học ra tôi sẽ tiếp cận với ai đây, tôi sẽ phục vụ cho ngành nghề nào đây. Thì hẳn nhiên ở những cái chuyên ngành mà chúng ta gọi là hiếm là lạ như thế này, thì đầu tiên cái ngôn ngữ và cái văn hóa này chúng ta sẽ được tiếp cận thẳng với lại là những cơ quan ngoại giao, những cái cơ quan về kinh tế, đại diện kinh tế của những cái quốc gia và khu vực này tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận của chúng ta. Thì cái việc này là khoa sẽ có nhiệm vụ là làm sao các bạn tiếp cận được tốt nhất. Nên do đó rằng là khi đi vào trong một những chuyên ngành như thế này, ban đầu xa lạ và sau đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta đã có một cái sự lựa chọn là có thể là ban đầu nó còn hơi là chưa có bị mãn lắm, nhưng lúc sau thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng là khi chúng ta học một bất kỳ chuyên ngành nào trong khoa Đông Phương học đều là những con đường để mà chúng ta đạt đến cái năng lực giao tiếp liên văn hóa đa khu vực, đa quốc gia. Nên do đó đây là con đường nào cũng đẹp, con đường nào cũng có lợi, và chẳng qua là chúng ta đi vào những con đường khác nhau mà thôi. Nên do đó rằng là bạn cũng không quá tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên quá lo lắng về chuyện là em sẽ không có chọn được chuyên ngành ưng ý đâu. Nếu mà chúng ta không ưng ý rồi sau đó thì là chúng ta nếu như là những chuyên ngành này không mang lại những cái ích lợi cho việc là có việc làm sau này, thì chắc hẳn rằng là các anh chị sinh viên đi trước và các anh chị cựu sinh viên cũng không có được những cái bước phát triển mỹ mãn như bây giờ đó. Nên do đó tôi cho rằng là ngành học nào của khoa Đông Phương học cũng sẽ giúp cho em được có những cái thu hoạch như ý muốn. Và ngoài ra nếu thì là chúng ta cũng cho rằng là có thể là ngành Indonesia học và ngành Ả Rập học những ngành hiếm như thế, thì làm sao có được những học bổng, thì ban nãy chúng tôi cũng đã có giới thiệu cho bạn rồi ha. Và ở đây thì là thêm một điều nữa tôi cũng xin chia sẻ rằng là chúng ta đang học những ngành nó hiếm người học, nên do đó rằng là cái cơ hội chúng ta rất là cao. Ví dụ như là bây giờ tôi nói chính phủ Úc cho chúng ta là 5 học bổng, và bây giờ là số người mà là apply và đưa hồ sơ vào là 1.000 chẳng hạn, thì chúng ta có tỷ lệ chọi cũng tự tính ra thì nó cũng mông lung quá. Còn ở đây thì là một lớp của ngành Ả Rập học thì là nhiều nhất là 20 bạn, và học bổng một năm là từ 3 đến 5, mà là những học bổng tốt nhất của Kuwait, của Ai Cập, thì tỷ lệ chọi đó nó không phải tỷ lệ chọi là 1 trên 1.000 nữa, mà là một tỷ lệ chọi rất là thấp. Và đó đương nhiên đó không phải là chọi nữa, mà là đó là một cái phần gọi là luân tuần tự, rồi ai cũng sẽ có được cái phần gọi là chọn của mình về cái học bổng như mình mong muốn. Đương nhiên cũng không chỉ là học bổng của những nước này đâu, còn nhiều loại dạng học bổng khác mà là có tính liên thông giữa các ngành ở trong khoa Đông Phương học. Ví dụ như năm nay có 3 sinh viên của ngành Úc học đã chọn học bổng ICGR và học bổng ITAC của Ấn Độ. Do đó là ở đây cánh cửa học bổng ở khoa Đông Phương học luôn luôn rộng mở đối với bạn, nên do đó bạn chọn ngành nào thì cánh cửa đó cũng luôn luôn sẽ mở ra để mà đón chào bạn. Những quan tâm này tôi nghĩ rằng là cũng khó tránh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn cứ tìm hiểu một chút xíu, và chúng ta có thêm những sự tư vấn từ các anh chị sinh viên và cựu sinh viên, thì chúng ta sẽ bớt đi phần lo lắng này. Và cũng hy vọng rằng là phần tư vấn ban này chúng tôi cũng có thể là giúp cho bạn hiểu được thêm một tí, và còn có thể là xác định rõ ràng hơn, đúng đắn hơn cái việc chọn chuyên ngành khi vào khoa Đông Phương học này. Chúc bạn có được sự lựa chọn đúng đắn và như ý nhất. Xin cảm ơn bạn. Câu hỏi liên quan đến ngành Đông Phương học của bạn Trần Trọng Nhân ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bạn có hỏi là cho em hỏi học Đông Phương học thì sau này có làm việc được ở nước ngoài hay không? Thực tế là các anh chị cựu sinh viên của khoa có cơ hội làm việc ở nước ngoài nhiều không ạ? Xin được mời thầy Quang sẽ giải đáp câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Trọng Nhân. Thì băn khoăn này của bạn thì thực ra ban nãy tôi cũng được ban tổ chức cho biết trước câu hỏi, và thành ra là khi mà tôi mới nhắn cái tin cho
cộng đồng của các anh chị, của sinh viên Đông Phương Học. Và thế là mọi người cùng trả lời một câu rằng là nhiều quá, em không biết thầy ơi. Tức là có một chị của sinh viên nói rằng là bây giờ chỉ sợ em không dám đi thôi. Chứ còn cái chuyện mà em tốt nghiệp xong rồi mà em không đi học tiếp ở nước ngoài, hoặc là em không đi làm những cái cơ quan mà đa quốc gia, đa văn hóa như thế thì rất là uổng. Trong đó có việc là chúng ta thường xuyên công tác tại nước ngoài. Nên do đó là các anh chị trêu các bạn này thôi, nhưng mà phải nói rằng là đây là cái cơ hội rất là nhiều. Tại vì chúng ta đang làm ở trong những công ty đa quốc gia, đương nhiên việc mà chúng ta yêu cầu phải tập huấn nâng cao trình độ tại các quốc gia này là điều hiển nhiên chúng ta phải làm thiện rồi. Ngoài ra nữa là chúng ta là một cầu nối rất là quan trọng trong việc là làm sao cho người dân các nước bạn có thể hiểu được văn hóa Việt Nam chúng ta, đồng thời là chúng ta làm sao cho người Việt Nam hiểu được văn hóa các nước bạn. Thì khi chúng ta công tác tại những cái công ty như thế này thì là chúng ta lại là người tập huấn, chúng ta là người làm cầu nối giới thiệu về văn hóa, về ngôn ngữ Việt Nam cho các bạn đồng nghiệp khi sắp sang Việt Nam công tác. Đó. Nên do đó là khi mà chúng ta ở trong một vai trò như thế, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta sự năng động của mình và cái khi mà và đồng thời cái năng lực của mình sẽ được người ta nhìn thấy rằng là chúng ta là những cầu nối rất là quan trọng. Ngoài ra nữa là khi chúng ta tốt nghiệp thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều những cái thông báo tuyển dụng, và các thông báo tuyển dụng này thì là chiếm một tỷ lệ rất là lớn, đó là những cái việc làm tại nước ngoài. Thì đây là đấy, cũng giống như cái câu trả lời ban nãy của chị của sinh viên đó rằng là em có dám đi hay không, thì ở đây là chị trêu em, nhưng trên thực tế rằng là cái việc mà đi hay không thì chúng ta nhìn thấy là rất là nhiều anh chị chúng ta rằng là ngại gì startup, ngại gì mà chúng ta không cho mình cơ hội để chúng ta có thể là thử sức của bản thân mình ở nước ngoài. Thì hẳn như là chúng tôi cũng xin nói rằng là cựu sinh viên khoa Đông Phương Học khi làm công tác giao lưu, làm công tác là một cái cột nối quan trọng trong giao lưu văn hóa kinh tế của Việt Nam chúng ta với là các nước ở khu vực phương Đông này, thì đồng thời bản thân các anh chị đó cũng là đi học thêm, tức là đi học nâng cao, cao học tiến sĩ tại nhiều nước Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan và rất là nhiều quốc gia khác. Ngoài ra nữa là các anh chị cũng đi làm thì ví dụ như tại Đài Loan chúng ta có thể là sở ra tên của cô giáo tiếng Việt Đoàn Thị Nhã Phương, một trong những cô giáo dạy tiếng Việt rất là nổi tiếng tại Đài Loan. Và chúng ta nhìn thấy rằng là sinh viên của khoa vẫn có, cựu sinh viên làm được những điều như thế, thì chúng ta cũng có thể rằng là bản thân chúng ta không chừng sau này chúng ta cũng có thể làm được những việc tương tự như các anh chị của mình. Thì nên do đó là tôi cho rằng là cái cơ hội này là một cơ hội gần như là hiển nhiên. Bạn đặt ra cái này thì là cái quan tâm cái của bạn còn chưa được thông tin kỹ. Nhưng mà khi mà bạn vào khoa thì bạn sẽ thấy rằng là cái cơ hội này nó sẽ tạo ra cho bạn một sự đắn đo rằng là tôi đi nước nào bây giờ, hoặc là tôi sẽ lựa chọn cơ hội nào bây giờ, chứ không phải là tôi có được hay không. Nên do đó là bạn yên tâm, việc này là bạn sẽ đứng trước một sự lựa chọn khác chứ không phải sự lựa chọn như là cái lo lắng này của bạn đâu. Và tôi cũng mong rằng trong tương lai bạn sẽ tìm được một sự lựa chọn nó phù hợp cho mình. Và xin cảm ơn câu hỏi của bạn.